Xin chào tất cả các bạn. Thực sự chúng ta đang đón nhận những thông tin hết sức là tuyệt vời về Skyway. Thì mới đây, chỉ mới ngày hôm qua thôi, cái hội nghị thượng đỉnh chính phủ toàn cầu, viết là World Government Summit, đã có giới thiệu về Skyway là một giải pháp rất là tuyệt vời. Thì theo chủ tịch của OTA, Dubai Skyport là một giải pháp giao thông với tham vọng định hình mô hình giao thông tương lai cho Dubai, đô thị với đặc sản là các tòa nhà chọc trời. Hiện nay, khu vực Dubai Marina vẫn đang giữ kỷ lục là nơi có nhiều cái tòa nhà chọc trời nhất thế giới, với ít nhất là 11 tòa tháp có chiều cao hơn 300m. Và khi đi vào vận hành thì Dubai Skyport sẽ tạo ra một mạng lưới kết nối tầm cao giữa các tòa nhà, như vậy sẽ giảm thiểu đáng kể nhu cầu di chuyển ở dưới mặt đất. Ok, như vậy là Skyway của chúng ta khi được đưa vào Dubai thì sẽ di chuyển ở trên cao các bạn nhé. Thế nên là di chuyển ở trên cao giữa tòa nhà này với tòa nhà kia, và sẽ giảm thiểu được cái nhu cầu đi lại ở dưới mặt đất. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng xem trên cái trang OTA trên Twitter như thế nào. Thì đây chính là cái hội nghị thượng đỉnh chính phủ toàn cầu. Thì ở trên đây có đưa một bài viết, và ở trong này có một cái hình ảnh. Đây chính là ai? Đây chính là Phó Tổng thống và cũng là Thủ tướng của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Đấy, còn đây chính là Thái tử của Dubai. Thì chúng ta cũng có thể xem hai thông tin, xem thông tin của hai người này trên Wikipedia. Đấy, thì đây chúng ta sẽ xem. Đấy. Đấy, chúng ta cùng xem một video này trước. Ok, đây chính là cái văn phòng truyền thông của Dubai. Văn phòng truyền thông của Dubai, tôi xin nhắc lại. Và có lượt theo dõi lên tới hơn 2 triệu người. Đấy, nếu như là một cái dự án scam lừa đảo thì chắc chắn là văn phòng truyền thông của Dubai không thể đưa lên đây được, đúng không các bạn? Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng xem tiếp. Đây cũng là cái video ở đó, nhưng mà viết với cái tên là viết với ngôn ngữ là tiếng Anh. Thì họ có nói rằng hai cái mô hình, hai cái model là Unibike và Unicore sẽ được thử nghiệm bởi OTA này trong một thời gian sớm nhất thôi, và sẽ sớm đưa vào vận hành. Ok, đây trên trang của Tổng thống, Phó Thủ tướng các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cũng có đưa tin. Và trong đó có một cái hình ảnh về chiếc Unibike, thì chúng ta có thể xem tận đây. Đây, ok. Đấy, chúng ta có thể xem cái trang Twitter của Phó Tổng thống, Thủ tướng các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, có lượt theo dõi rất là lớn, lên tới hơn 9 triệu người. Ok, hơn 9 triệu người các bạn nhé. Đấy, cũng có ông cũng có đưa tin về cái hội nghị thượng đỉnh các quốc gia toàn cầu, và có một cái hình ảnh ông đang ngồi trên chiếc Unibike đây các bạn. Đấy. Ok, chúng ta sẽ cùng xem tiếp. Đây là chiếc Unibike. Đây chính là chiếc Unicore các bạn nhé. Đấy, được
giới thiệu tại hội nghị. Đây, chúng ta sẽ nhìn cái dòng chữ này đây các bạn này. World Government Summit. Đấy, hội nghị thượng đỉnh các chính phủ toàn cầu. Đấy. Skyway đã được giới thiệu tại đây. Ok. Thì đây thái tử của Dubai cũng đưa một cái tin đây các bạn này. Các bạn xem. Ok, rất là tuyệt vời. Đây chính là ai? Đây chính là chủ tịch của OTA đây các bạn. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng xem thông tin profile của Thái tử Dubai cũng như là Phó Tổng thống, Thủ tướng, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất như nào các bạn nhé. Thì đây, tôi có search ở trên đây rồi, đây, trên Wikipedia. Thì đây, ông này với cái tên như này thì thực sự là cũng hơi khó đọc. Giữ chức vụ là Phó Tổng thống, Thủ tướng của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và là người cai trị tiểu vương quốc Dubai. Ok, thì chúng ta muốn đọc thêm thì chúng ta có thể click vào đây. Đấy, trên Wikipedia các bạn nhé. Đấy, chúng ta có thể đọc thêm thông tin tại đây. Ok. Và đây chính là thái tử của Dubai. Đấy, Hamdan bin Mohammed đây là thái tử Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Thì nếu như chúng ta muốn xem cái thông tin chi tiết thì chúng ta có thể vào đấy, ở đây để chúng ta cùng đọc thêm. Đấy. Ok, thực sự rất là tuyệt vời. Thực sự rất là tuyệt vời. Hai con người lãnh đạo đất nước ngồi trên chiếc Unibike. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Và nếu như các bạn thích video này có thể like và comment nếu như bạn có những cái ý kiến nào khác. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp các bạn tại những video tiếp theo. Chào các bạn.